ơi, chồng đẹp trai quá, quay lại coi anh. Ai giống dân vậy trời. Trời ơi, chồng tôi đeo còng dây chuyền đỉ mẹ con quýnh mày chết. Trời ơi, lên vàng luôn. Trời ơi. Trời ơi. Xuất sắc luôn. Trời ơi, đâu anh đeo dữ vậy anh? Quá bự luôn chứ ơi. Trời ơi, của ai dữ vậy? Cái đó là dây xích chứ không phải dây chuyền chứ ơi. Trời ơi, giống dây xích cháu quá em lấy đâu. Từ lúc này 6 giao buổi chiều mà. Ở đâu? Nè anh Vinh. Ai? Trời ơi, đã như trời. Trời ơi, vườn táo 2. Mấy ông nội này đi vườn táo 2. Đã như trời. Vườn táo 2. Trời ơi, ghê gớm không? Trời ơi. Mặt bà biết mê trai rồi. Chồng ta mà ông mê má để cho má dành hả? Chứ sao? Trời ơi, sao vậy con đây nè? Chỉ bà đi. Sao? Rồi sao? Nói anh chuyện với anh đi, rồi có đi không? Nè, nghĩa đâu dành mày nè. Vậy là đi vườn táo 2 hả? Giờ chiều nay chắc chức đi khám bệnh anh ơi. Bà đi khám bệnh hả? Bà không có đi được. Bà khám bệnh chó. Qua, em qua. Vườn táo mày. Ok. Ok anh. Rồi em qua vườn táo 2. Rồi. Ok luôn anh. Hỏi 5.000 nha, chưa có lấy đồng nào. Ok nha. Biết bà ơi, Dũng ơi em vậy. Rồi. Anh chị đi. Trời ơi, tiền giấy 200 bà đưa với 100 bà Dũng viên. Trời ơi, cực quá, má chưa đưa má nói chết đủ tiền ông má này. À, lát rồi Hưng Trần chạy qua anh Bảnh coi thử coi lát hồi đi vườn táo 2. Con nói con không có nói gì chết. Rồi chứ uống dữ nữa hả? Trời, trong vòng 2 nãy giờ về 1 tiếng đồng hồ uống bún chai nước. Ê, khoan đi, đổ này đi má. Lấy một chai đậu nành, một ly cà phê đá, một chai number one và một chai nước yên. Chỗ dữ lắm má. Trời ơi, uống nước suối đi chứ rồi. Tình sao đi, uống gián nước chết. Hết từng ngày. Tình sao đi, uống nước suối lại. Trời ơi, mới về có 1 tiếng đồng hồ chứ nhiêu. Mẹ, trả 10.000 nữa nè, đủ má bạn Giang quá nha. Thôi thôi. Mở nắp đi Quỳnh. Đi để cho cô té lăn cái đầu lăn vậy nè. Bà lên bà mang bệnh tất chết đó. Bà nói dán dâu chết đi, dâu chờ đánh dái đi bà nói vậy đó. Trời có gì không có không? Trời ơi, chứ nói dữ cái gì trời ơi, con dâu kìa. Nói gì chứ bà sống dài lắm. Đó thấy chưa? Cháu biết tí to ai như bà. Chết đâu có lo sợ bị chết đâu. Tại vì khi mà chết rồi có người tài trợ kèn trống rồi chỗ nằm rồi đàng hoàng. Cũng không biết lấy dây xích ở đâu mà đeo vô á bảy. Rồi. Nói dây xích giống dây xích cháu chiếu chiếu vậy nè. Quá trời luôn. Miệng á. Bây giờ nó kêu chồng nó lấy dây xích cháu. Đeo luôn á. Hỏi ngân nó dây xích á, dây xích cháu. Bà chỉ nghĩ sao ai bán đũa cho bà đũa này nha. Qua coi hai đứa em cầm đứa bán lìa tiền, đứa bán bông, đứa bán ốc tè mà coi chiên ốc nó kêu mua. Thằng mua là dạy cho nó nấu cái chữ mua, nói là mày làm giật mối cầm lưng. Trời ơi, qua coi bán ốc với bán gì, có gà, có gà cho con gà qua mua con cá. Bán cá lìa tiền, cá đồ. Cháu ngoại tôi đi, bà biết con ma tân cấp bê không? Biết ai chú nó đi mua về má nó quýnh nó quá trời luôn. Cá đó mà phải cắt máu cho nó uống với làm cái gì nữa đó. Hồi đó cũng có nuôi mà tàn mạc nữa. Trời sáng tao thấy má nó quất nó. Má nó chụp qua cho cô coi. Nói mày đem nó qua đây. Mày ngu mày cho tiền nhỏ chi nó để dành đi mua con à. Ma cầm cơ gì đó. Tao nói có cúp bê mà bà không biết con đó hả? À. Gái trai đó bên Thái Lan này có đó. À, mọi người ơi thì Hân Trần nhận thấy là ngực di chất càng lúc càng lớn ra nha. Cái này là di chất cũng cảm nhận được nha. À, hồi nãy di chất cũng khoe Hân Trần nói là cái ngực của di chất càng lúc là càng bự ra, không biết tại sao nữa, là chứng tỏ là chất là dạo này sữa là dư lắm rồi.
thì cũng báo cáo với mọi người biết. Trời ơi, bắn máy bay luôn, thấy không? Rồi bây giờ Chất vậy thì lại là mọi người ơi. À, ở bên nhà Chất á, bây giờ em vô gì Chất á. Nó lấy đầu dịch của bà đầy cái quần áo quần đồng. Trời ơi, bắn máy bay lần ta chết rồi, Chất tối má 4 lần. Tới rồi hồi sừng rồi. Tối bắn máy bay. Đãi không biết mình luôn. Tới chừng tỉnh dậy muốn nắm đầu mày dậy, mày tắm mày dậy. Quá chán á. Để ông đợi con trai con Chất qua kìa. Không quên. Quên. Chồng con qua, chào đi Quên. Ngồi đi anh. Đẹp trai quá, Quên. Qua chồng con qua, chào đi, qua chồng ly tì, đã bán Quỳnh vậy con. Lấy cho con gì đó, ly cà phê đi má. À, anh ngồi đó luôn đi. Ngồi đó. Quỳnh qua đi, chồng con kìa. Ủa, bệnh sáng chó lây qua mấy mét hả? Sáng chó có lây không kìa, Chất ơi. Quá. Lây hết á. Thôi cho ngồi ghế kia đi. Sao chứ ông thấy Quỳnh là cái ông vậy à. Quên quá, qua chồng nói chuyện con. Ủa vậy là vậy Chức làm mai cái anh này cho một Quỳnh đó hả? Còn với bảy chồng Quỳnh nè. Ôi. Đó thấy chưa, má nuôi nữa đó, bà Phượng với bà Sáu á. Trời ơi anh ngồi cái tướng đẹp quá mà sợ gãy cái ghế em quá. Anh ngồi cái tướng mà cái bụng anh đương vậy chết em dùng Quỳnh sao chịu nổi. Trời ơi. Ôi Quỳnh Sáu. Quỳnh người... anh Sáu mà chồng mà ngồi vậy gấp đôi chứ luôn á. Ông mặc đồ này tận luyện đẹp rồi. Đúng rồi. Má, bố mặc đồ này tận luyện đẹp nè má. Không có, dễ chết đâu. Tối bắn máy bay 4-5 lần sao chết được. Trời ơi, tối nào cũng bắn máy bay thay quần liên tục luôn. Hồi sân lại rồi. Nó sổ á. Sổ gì? Sổ sáng lại á. Chứ không khó đâu. Sáng lại gì đâu mà nó qua cái đường tiểu. Đây anh nó mắc tiểu á má. Mà nó bắn máy bay. Đâu có, bả thay quần luôn mà. Mắc tiểu đâu phải. Thay quần luôn phải không? Đó thấy chưa, 4 cái. Một đêm bắn 4 cái mọi người ơi. Hỏi con rể chịu nổi không? Ờ, uống cái cú có vô á. Muộn là quá trời, tối nay mày cũng có được nằm nệm nha. Sao qua má không ghé ghé chồng chơi? Có ghé mà. Có không? Còn cho 2 triệu á. Rồi ha. Năm sau nhớ mua mất cù với ba trứng nha, năm sau cô bán mất á. Con sợ con sống tới trung thu này nữa. Thôi thôi. Trời ơi, Quỳnh, lấy chồng mà làm gì? Ông nói ông không có vậy. Cái gì thấy đó, Quỳnh đó, ngó mắt nó đi. Anh mập quá chứ hả? Anh mập hay chứ hả? Trời ơi. Cảm ơn Chất. Cảm ơn anh Quỳnh nữa. Quên lại chút cha chút chồng đi chồng cho tiền. Con còn có 50 đổ xăng về thôi lì xì má luôn, nó cũng đẩy bộ về nữa. Trời ơi. Thấy đất dụng bây giờ. Anh nặng cỡ khoảng bao nhiêu ký anh? Trời ơi 118 ký, nếu mà đè mà Quỳnh chắc chết rồi chứ rồi. 85 âm trăm mấy à. Đâu Quỳnh sơ kia thì mình khuyến mãi 5 triệu trên. Trời ơi, cho 5 triệu trên luôn. Đó. Lấy Zalo, lấy Zalo đi. Quên, đưa đây Zalo đi. Lỡ qua chào má vợ đi, ông nội hai má đang ngồi nè. Kiểu lấy con gái tôi là phải hả có vấn đề gì mới lấy con gái tôi đó nha. Phải có cháu quả liền cho tôi à. Trời ơi, này là đẻ sai luôn á má. Biết sai luôn. Đẻ sai luôn á. Đúng chất như biết nhìn người nha. Đích Quỳnh hơi bị bự nha, đẻ sai lắm á. Phải không chó? Phải vậy không? Ăn cơm đi. Vậy dạ, con lấy đồ á. Con đi lấy đồ giờ. Đi lấy gì? Con lấy đồ về con bán. Thôi bán gì vậy? Em sưu tầm mấy cái đồ âm thanh đó. À. Em có quen cái cửa hàng trên đây nè, chuyên nhập mấy cái đồ hàng bãi của Nhật á. À. Về em làm lại xong cái đồ em bán cũng vậy, sưu tầm 250. Phải ai nói gì? À, mấy cái hàng âm thanh đồ giống như là cái gì anh? Âm ly hả? Ly như em chơi âm ly bóng đèn rồi âm ly của hàng Nhật, hàng cỏ gì đó. À. Rồi cái đầu cái em sưu tầm về bắt đầu cái về bán lại sang lại. Vậy cũng nghề đó vui á, thỏ đam mê. Dạ. Vừa thỏ đam mê vừa có tiền. Ủa anh giỏi quá Chất ơi. Chất anh giỏi quá rồi kìa. Anh làm cái nghề gì Chất biết không? Quên.
chồng mày làm cái âm thanh nè. Đó, làm thanh luôn. Tối con làm tình em sản phẩm luôn. Trời ơi. Như là cái nick YouTube của anh là Nguyễn Ngọc Thuận đúng không? Đúng rồi mày. Đè chồng mày nói gì kêu anh? Làm tình bán nhà, bán đồ cổ, ban đêm là bán kình ăn sản phẩm. Trời ơi. Trời mày đẻ tài đúng không Quỳnh? Sao biết, sao chức biết rảnh giờ đẻ sai? Ông nói chiều ông đi ba, sáng ông bán mỹ phẩm, chiều ông đi bán hàng, đẻ gì đó má. Chiều ông làm tình, ăn sản phẩm. Hôm nay có anh Nguyễn Ngọc Thuận ghé chơi cho mọi người đó. Bữa nay chứ có gã bà Quỳnh cho anh Nguyễn Ngọc Thuận trên mạng rồi. Ê kêu mày, cái đó ông Bùi Diệm. Bùi Diệm gì? Nè anh đây nè, Nguyễn Ngọc Thuận nè, con trai của má kìa. Dạ ai? Dạ Quỳnh cho con trai của má nè, con trai má ngồi kìa. Kìa hổng Quỳnh chịu không? Ờ má nhiều lỗi quá trời ơi, gã chim ra chim đã giờ kêu. Quỳnh gặp chồng nói gì nói đi má. Có nãy giờ có gió. Nói gì vậy Quỳnh? Trời ơi, không gặp chồng cái nhìn nè. 118 cân nha cả nhà. Con Quỳnh là 85 cân. Quỳnh là hôm Tết mới nửa tháng lên 5kg. Trời ơi, nửa tháng lên 5kg cơ đi trời. Bữa 6 cân là có 80 rồi đó, ăn Tết xong lên 5kg. Nóng ăn ngon rồi. Thầy chất thấy được không? Thấy con trai chất với Quỳnh được hợp không? Hợp, mỡ cứng này về đẻ thai cơ mà. Rồi, làm xui với bà chất là chất mẹ. Ừ, tính ra ngôi gia tự mua cái giường mà thôi suy nghĩ lại phải xây cái giường bê tông mới được. Đúng rồi, xây giường bê tông mới được anh. Trời ơi, chết rồi Quỳnh ơi, chồng tôi xây giường bê tông. Chắc chết gái tù quá. Cái giường á. Mẹ mà bởi lại mai cắt á, mới chừng lợi giống á. Không, Quỳnh chắc không nổi đâu. Quỳnh nói chuyện với chồng chị đi, anh đi làm đi, em nhà chăm sóc cho. Đó, hay quá chứ coi. Quỳnh lại một vụ ảnh đi. Gì á, hai đầu độc lắm á má. Má gì đấy? Má mày chơi. Thôi em ngại. Có gì 3 giờ ra lụm lúa sao? Giờ sao nhất? 3 giờ ra lụm lúa rồi Quỳnh ơi. Lụm ơi, 3 giờ lụm lúa kìa Quỳnh. Nè lụm lúa kìa, dẫn ra lụm lúa kìa. Thiệt. 3 giờ dẫn ra lụm lúa kìa. Có ừ không? Trời ơi, ừ rồi chất ơi. Rồi xong luôn. Rồi ok. Chắc có đi theo không? Ôi mắt anh bệnh sao đi kịp 3 giờ. Ai? Bà xui bà chắc sao được không? Làm xui bả vui thôi, buồn có chửi mình á. Giờ kêu chị xui nha, chứ có gì sao nha. Ôi má chồng coi con đá bể lồn nữa. Rồi mày bảo á. Té chùa xuống ta chửi thôi. Dắt đi sao mà mở mấy cái mà bỏ coi. Má có đang làm lúa không kìa, 3 giờ má có đi không? Trời ơi, tao đi khám bệnh mày cùng mà. 3 giờ ăn mà. Không, giờ đó đi khám bệnh. Bây giờ nó 5 giờ đi, 5 giờ mình ăn đi rồi đi khám bệnh xong rồi lên lụm lúa luôn. Hỏi con trai coi được không? Rồi hẹn giờ lại được không? Chủ khách sạn đang làm đơn tố cáo kìa. Nó làm bể té bể gạch nhà khách sạn nhà người ta, giờ người ta làm đơn tố cáo. Đúng rồi, quên, khách sạn chứ là bể gạch nhà người ta. Trời ơi, mình tôi ê ẩm tôi chưa chửi nó, bở nay khách sạn nó bằng gạch mà sao bể ba. Khách sạn là làm đơn tố cáo của công an quận 10. Trời ơi, kêu nó lại đây. Quỳnh nói gì nói chồng đi, má chồng tao đi ra kìa. Quỳnh ra qua ngồi kế ảnh anh chụp bộ hình làm kỷ niệm rồi Quỳnh ơi. Quỳnh nó mệt quá mọi người ơi. Anh tuổi gì? Cái gì anh cưới em luôn. Con hả? Con 90 hả? Anh tuổi gì? Ngựa. Ngựa hợp với con lắm á, Tết dành đất. Quỳnh con tuổi gì? Tuổi trời ơi, hạp luôn. Ủa 90 là 35 hả? Không, 90 tuổi ngựa là mấy 33, 34. 35, đúng rồi. Dưới. Trời ngựa Tết lại giận đất tôi. Trời, rồi đám cưới chất cho hai vợ chồng gì? Đó, nãy giờ đang đợi này nè. Nãy giờ đang đợi này nè. Cho gì, cho nhiêu. Đợi gì? Cho tiền làm đám cưới. Đám cưới cho nhiêu. Trời ơi, Quỳnh ngay anh lồi cái dúng nó muốn chạy nước miếng rồi kìa. Trời ơi. Nói gì chứ, nói chồng mày đi được lãng quá, rồi, đi nghe nói tiền nó rồi. Giờ sao chứ? Giờ em cưới chứ cà, chỉ gì giờ nè. Chị xui cho gì? Chị xui cái nằm chí, lại trước cho thôi. Cặp chí đực. Cặp chí đực. Chị xui cho gì? Chị xui cho trước. Cặp chí đực với hai cái kề. Trời ơi trời. Hôm nay đám cưới luôn đi, với mẹ quan âm cố con. Vậy hôm nay đồng phòng luôn được không chất? Ai biết. Mình đốt cháy giai đoạn luôn đi. Chị xui nằm tài đi, không muốn nói gì nói. Thôi vậy con đồng phòng trước cưới sao được không á? Không có đâu má, đám cưới trước má. Trời ơi, nghe cay quá. Trời ơi.
Không có đâu nha. Không có vụ đó đâu nha. Con gái của má mình bị đó có nha. Quên nói gì nói đi con, đủ quá nhìn chồng hoài vậy. Nói hôm nay với mẹ Quang Âm, anh dắt em đi ăn lúa đi. Chắc em có dắt mẹ đi không? Có chứ.